Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang xem video của em Định. Hiện tại thì em Định đang có mặt ở nhà điều hành Maryland Quy Nhơn. Rồi thì bây giờ các anh chị cùng với em mình đi dạo một vòng ở nhà điều hành này nha. Rồi, em vừa cùng với các anh chị mình đã đi dạo một vòng ở nhà điều hành Maryland Quy Nhơn. Cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm theo dõi video của em Định. Và hẹn gặp lại các anh chị trong những cái video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.